Rồi, khênh 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 nó ra chỗ này cho nó rộng nhá. Nếu có nhà nên nó có chẳng may nó có hết dầu rồi chú nhá. Thì mình phải xả e cái dòng máy dầu này nó thế. Đây chú ơi, chú ra cho chị chú. Xả e này chú ạ. Đây chú nhá. Ở đây nó có cái khóa dầu này. Thì mình có on là chổng bên trên này. Còn khóa là ngang này là khóa. Đấy thì khi mà mình vận hành thì mình phải mở vị trí on. Sau đó bắt đầu. Thì cái nó khỏe gì? Đây mở cái đây. Phụt đấy. Cái máy kia, thế là máy nổ kìa. Đây nó có cái áp này chứ này. Nó tăng ga lên tí không ạ? Để cho xuống dầu à? Để nó nhẹ. Ra rồi đấy. Ăn ra to lên. Ra đi. Ra đi. Ra rồi. Cái này nó cũng rất đơn giản. Từ nhả ga đấy. Không em cứ ga đấy, phải ga lúc đầu ga này gì, trong tí mình. Nhờ mình cơm bật này. Cái đấy cũng không tắt cái máy. Được đấy. Nên thì